Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em một là một cái sản phẩm, đó chính là cái bình phun bọt tuyết để anh em rửa xe vào cái dịp Tết. Thì là cái bình bình này là cái bình phun ra cái bọt tuyết vào xe để khi anh em rửa thì cái bình này rất chi là chắc chắn. Các cái đầu kết nối thì đẹp, mạ đồng rất chi là chắc chắn. Bình nhựa 1 lít anh em nhé, bình nhựa 1 lít. Đấy, còn đây chính là cái sản phẩm bột rửa xe không chạm. Thì cái bột rửa xe này vì sao gọi là bột rửa xe không chạm? Thì cái bột này khi các anh em kết hợp với cái bình phun bọt tuyết này thì một chiếc xe khách hàng dắt đến rửa xe thì các anh em không cần phải xịt nước qua mà các anh em chỉ cần phun cái bột tuyết của cái bột này vào xe xong rồi các anh em xịt nước nó lại rửa sạch nữa là ok. Thì cái bình này thì nó rất chi là tiết kiệm, anh em rửa xe rất chi là tiết kiệm nước. Thứ hai đó là nhanh, về cái dịp Tết này anh em rửa xe rất chi là nhanh. Thứ ba nữa là khi anh em là mùa đông lạnh thì anh em đỡ ngại vì mùa đông miền Bắc rất chi là lạnh. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em pha cái bột này vào cái bình này để tôi rửa xe cho các anh em xem. Đây tôi sẽ tháo ra, tháo bình ra. Đây. Thì là cái đây là cái gói bột nhà tôi đã bóc rửa đang xài nên tôi sẽ các anh em chỉ lấy ra một thìa anh em nhá, một thìa như thế này là đủ rồi. Đấy. Thì một gói như thế này thì các anh em phải pha được với 40 lít nước, cũng nghĩa là 40 cái bình này 1 lít thì anh em rửa được 40 cái xe. Đấy, trước tiên anh em phải cho nước vào đã. Rồi thì tôi sẽ đổ nước vào. Thì cái nước này chính là nước giếng khoan bình thường thôi. Thì tôi quay video nên tôi bỏ vào cái này cho tôi rót cho nó tiện. Rồi ok. Sau đó các anh em vặn lại. Anh em lưu ý anh em vặn cái gen này, anh em vặn rất chi là cho nó chuẩn gen, mà vặn vừa đến thôi, anh em đừng có vặn nhiều, vặn căng quá nó sẽ bị trơn gen vì là cái này bằng nhựa. Đấy, như thế này là ok. Bắt đầu anh em kết nối, đây chính là cái dây hơi của anh em, là cái dây trong cái bình hơi ra thì các em kết nối vào đây. Đấy, anh em lưu ý này, đây có một cái khóa an toàn. Khi các anh em mà đẩy cái công tắc lên thế này thì các em xịt nó sẽ ra bọt. Đấy, mà khi các anh em gạt nó xuống như thế này thì anh em gạt nó không ra. Đấy, anh em thấy không ra nữa. Đấy, bây giờ tôi sẽ rửa xe cho các anh em xem. Thì trước khi rửa xe thì tôi cũng có quay đến cái độ bẩn của cái xe để tôi trước khi rửa cho anh em xem. Anh em nhìn thấy bẩn như thế này, vành như thế này này. Đấy, lốp như thế này. Thì với cái bột rửa xe không chạm này, các anh em chỉ có áp dụng với những cái xe người ta khách hàng người ta xe đắt tiền và người ta đi bụi thôi, bụi đất thôi. Chứ những cái dòng xe mà quá bẩn lên thì anh em phải cọ rửa thì mới sạch được. Đấy, tôi sẽ quay đến cái vị trí bánh cho anh em xem. Đấy, nó bẩn như thế này. Nó đối với những cái dòng xe mà xe nát, xe bẩn tợn thì các anh em bẩn nhiều thì các anh em xịt vào nó vẫn sạch, nhưng mà nó sạch không được sạch tinh, nó vẫn sạch, nó sẽ trôi hết cái bẩn đi. Tôi sẽ có một cái video test về cái xe sắt vụn, có nghĩa là xe cực bẩn luôn, để cho anh em xem. Nó cũng ra nhưng mà không được sạch. Còn đối với những cái dòng xe đi chơi như thế này thì tôi dám khẳng định là 100% là sạch tinh. Đấy, anh em nhìn thấy không? Vành đây. Đấy, nó bẩn như thế này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi phun cho các anh em xem. Thì cứ như thế này, anh em sẽ bóp vào thôi. Bóp vào nó sẽ ra. Bột ra rất chỉ là tơn tơi anh em nhá. Trước khi phun thì các anh em nên lắc đều để cho cái nước nó sẽ pha với cái bột nó sẽ lên. Còn đối với những anh em nào mà không dùng cái bột của xe không chạm thì anh em dùng cái bột rửa xe bình thường thì nó cũng lên bọt như thế này, nhưng mà các anh em phải cọ rửa. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi.
Các anh em phun thì các anh em nên chia ra. Thì một bình này anh em rửa được một xe, thì các anh em phải chia cho nó hết được cả xe. Đây anh em, bột chất chất là tơi đều anh em ạ. Anh em phải phun như thế này thôi. Tôi đang phun quay video nên tôi phun chậm như thế này. Chứ anh em ở nhà anh em không quay video thì anh em phun nó rất là nhanh. Nó chế độ anh em rửa một cái xe chế độ khoảng 5 phút đồng hồ là xong một cái xe. Nó rất là nhanh. Thì với cái bột rửa xe không chạm này thì trong quá trình tôi sử dụng thì nó không có gây ngứa tay hoặc là nó sẽ làm ảnh hưởng đến da, mà tôi chỉ phát hiện ra nó chỉ có một hơi mùi nhẹ nhẹ thôi anh em nhá, là giống như thế là mùi thuốc tẩy đấy, nó chỉ hơi nhẹ nhẹ mùi thôi, mùi thuốc tẩy. Thì thuốc tẩy thì đối với những cái đối với xe thì nó cũng bình thường thôi. Những cái axit hoặc là chất chua chất phèn mà xịt vào xe thì anh em mới lo ngại, chứ còn hơi tẩy nhẹ, hơi có mùi thuốc tẩy nhẹ thì anh em thấy bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi xì nước xem nó như thế nào. Anh em chú ý xem hết video để anh em biết được cái độ sạch của nó. Anh em nào mà cũng quan tâm đến cái sản phẩm này, bình phun bọt tuyết và cái bột rửa xe không chạm, thì anh em cứ gọi một cái số điện thoại tôi đang để trên màn hình. Tôi sẽ cung cấp cái bình tạo bọt và cái bột rửa xe không chạm cho các anh em sử dụng trong cái dịp rửa xe Tết này. Anh em cứ cần cứ liên hệ với tôi trên số điện thoại tôi đang để trên màn hình. Thì cái bột này tôi đã trải nghiệm rồi thì tôi thấy nó hiệu quả, thì tôi mới dám tung cái sản phẩm này lên trên thị trường để tôi cung cấp cho anh em. Tất cả các sản phẩm nhà tôi đang bán cho anh em thì đều được tôi trải nghiệm. Tôi trải nghiệm xem là cái của nó ra làm sao, có ok không thì tôi mới dám bán cho anh em trên thị trường. Nếu mà một cái sản phẩm nào mà bị lỗi không đạt hiệu quả cao thì tôi sẽ không cung cấp. Nên là các anh em cứ yên tâm và anh em tin tưởng. Đấy. Thì tôi rửa cái xe này thì tôi quay video nhưng là tôi làm nó hơi chậm, chứ một anh em về nhà là anh em rửa là tôi nhà có nhà tôi và vợ tôi nó rửa một cái xe thì khoảng 5 phút đồng hồ là cả xịt khô nữa, là xì khô nữa là ok xong xuôi hết. Đấy anh em thấy không, rửa sạch như thế này là ok rồi, lốp này đấy vành.
Đấy anh em thấy không, tôi mới xì trong gầm này chắc đang bẩn vì tôi chưa xịt lên gầm. Đấy anh em nhìn thấy sạch này. Ok anh em cứ yên tâm sử dụng, anh em nào mà quan tâm thì anh em cứ gọi vào cái số điện thoại của tôi, tôi sẽ cung cấp cái bình bọt này cho anh em rửa xe rất chi là nhanh. Anh em thấy không, sạch như thế này là ok lắm rồi. Như thế là cũng giống như thế là mình cọ rửa rồi, mình cọ rửa thì nó mất thời gian đấy, mất thời gian mà rửa rất lâu đấy, sạch tinh đấy. Thì cái video này thì tôi xin kết thúc ở đây. Tôi cũng có nói lại với anh em luôn, bình tạo bột tuyết tôi sẽ cung cấp cho anh em và cái bột rửa xe đấy, bình tạo bột tuyết thì là cái bình của nó chứa được 1 lít nước, một bột gói rửa xe không chạm thì anh em có rửa được 40 cái xe mỗi lần anh em lấy một thìa đấy. Thì video lần này tôi xin kết thúc ở đây, xin chào anh em, chúc anh em thành công.